Với thị trường hàng hóa thì đóng cửa phiên ngày hôm qua, sắc xanh đỏ đang xen với nhau trên bảng giá hàng hóa nguyên liệu thế giới. Tuy nhiên thì lực bán vẫn cho thấy sự áp đảo và kéo chỉ số Mỹ VN Index giảm 0,55% xuống còn là 2.229 điểm. Như vậy là đã nối dài đà suy yếu sang ngày thứ 3 liên tiếp. Với 4 trên 5 mặt hàng ghi nhận ở các mức giảm mạnh thì năng lượng tiếp tục là nhóm mà đóng vai trò dẫn dắt xu hướng chung của toàn bộ thị trường. Giá dầu WTI giảm xuống là 83 đô la Mỹ một thùng, còn dầu Brent thì cũng chốt phiên ngày ở mức là 88 đô la Mỹ một thùng. Như vậy là sau 3 ngày liên tiếp suy yếu thì giá dầu thô đã về mức thấp nhất trong gần 2 tuần qua. Theo MXV cho biết thì dữ liệu kinh tế kém sắc tại các quốc gia phát triển ở châu Âu làm gia tăng lo ngại về tăng trưởng khu vực, làm triển vọng tiêu thụ dầu trở nên kém tích cực hơn và từ đó thì gây áp lực lên giá. Cùng với đó thì việc tăng cường nỗ lực ngoại giao nhằm phần nào đó có thể ngăn chặn xung đột giữa Israel và Hamas thì cũng góp phần xoa dịu mối lo nguồn cung dầu gián đoạn. Trong khi đó, nếu mà xét về yếu tố cung cầu thì Bloomberg ước tính có khoảng 3,53 triệu thùng dầu thô một ngày được vận chuyển từ các cảng của Nga trong tuần tính đến ngày 22 tháng 10, tăng 20.000 thùng một ngày so với 7 ngày trước đó. Điều này đã nâng mức xuất khẩu trung bình 4 tuần của Nga lên hơn 3,5 triệu thùng một ngày, cao nhất kể từ tháng 6 và tăng khoảng 610.000 thùng một ngày trong 2 tháng vừa qua. Số liệu trên thì cũng cho thấy là xuất khẩu dầu của Nga tăng bất chấp tuyên bố cắt giảm nguồn cung, khiến thị trường hoài nghi về mức độ cam kết. Điều này đã kéo giá dầu tiếp tục suy yếu.